Thưa quý vị và các bạn, hơn 12.800 thí sinh đã hoàn thành hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù diễn ra vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại Hưng Yên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cấp tỉnh gồm 29 thành viên, đồng thời giao các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện. Đây là điểm mới so với nhiều địa phương khác. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành chỉ thị số 14 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng chi tiết cho các ngành địa phương. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức hàng chục cuộc họp triển khai, đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đồng thời thành lập 7 tổ kiểm tra tất cả các điểm thi xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến tổ chức kỳ thi. Tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2020-2021 theo quy chế thi tốt nghiệp như một lần tập dượt chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Toàn tỉnh huy động hơn 2.100 người tham gia công tác coi thi, giám sát phòng thi và quản lý thí sinh, thanh tra kiểm tra, lực lượng bảo vệ, phục vụ. Tất cả đều được tập huấn quy chế thi, quán triệt rõ ràng nội dung công việc được giao, đảm bảo hệ thống camera giám sát phòng chứa bài thi, đề thi đủ dung lượng lưu trữ. Ngoài ra, các điểm thi chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế cho tất cả các thí sinh, giáo viên trong 4 buổi thi, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hạn chế việc lợi dụng đeo khẩu trang để thực hiện hành vi gian lận. Tất cả các phòng thi đều được trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay. Công tác kiểm tra thân nhiệt và sức khỏe cho thí sinh được thực hiện 2 lần tại cổng trường và trước khi vào phòng thi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban chỉ đạo các cấp đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo thí sinh và các bậc phụ huynh. Đầu tiên thì tôi cũng rất là lo. Không những bản thân tôi đâu mà các phụ huynh khác thì chắc cũng như vậy. Thế nhưng khi tôi đến trường rồi thì tôi thấy thực sự là rất an tâm. Về bên an ninh là họ cũng có yêu cầu, tức là những người phụ huynh như chúng tôi hoặc là những người dân không nên tụ tập đông người để cho các con em của chúng ta là được thi cho nó đảm bảo an toàn, tuyệt đối. Đưa cháu đi nhận phòng thi thì thấy trường làm công tác rất tốt mà các đồng chí công an là đứng ở cổng là chỉ dẫn là rất nhiệt tình, hướng dẫn là phải sát khuẩn mới đeo khẩu trang mới được vào trong trường. Điểm thi thì phòng dịch rất là tốt ạ. Đến thì có các bạn ấy phát khẩu trang và có cả nước rửa tay sát khuẩn ạ. Đã trước khi đi thi thì em cũng hơi lo lắng một chút, nhưng mà khi thấy là cái công tác chuẩn bị đã tốt như thế này thì em cũng không còn thấy lo lắng nữa. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi của Hưng Yên cũng được đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao, có tính khoa học. Tôi đánh giá là chúng ta đã tổ chức bài bản, chặt chẽ, khoa học và đã kiểm soát được tình hình để cả về dịch mà cũng như công tác an ninh. Hoan nghênh với Hưng Yên là đã tổ chức là giao bài vào cuối ngày thi. Đây là một khâu rất là tốt. Kết thúc hai ngày thi, toàn tỉnh không có trường hợp thí sinh bỏ thi do dịch bệnh. Đình chỉ thi một trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào vòng thi nhưng không gây ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật của kỳ thi. Tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đi được 2/3 chặng đường. Nhiệm vụ trong thời gian tới là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, minh bạch, đúng quy chế trong khâu chấm thi, công bố kết quả, xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi.